Chum nước phát ra tiếng động kỳ lạ, anh lấy búa đập vỡ thì phát hiện sinh vật này, mọi người tròn xoe mắt kinh ngạc. Chiếc chum cả ngày lẫn đêm phát ra âm thanh kỳ lạ, khiến cho người dân cảm thấy bất an. Nhưng khi họ đập vỡ chiếc chum thì cảnh tượng sau đó đã khiến cho người dân hốt hoảng. Khi người dân đập chiếc chum thì có nước chảy ra và dần dần xuất hiện ra đầu một con bò. Khi chiếc chum được đập vỡ hoàn toàn thì con bò này không những vẫn còn sống mà còn có thể đứng lên để chạy. Cảnh tượng này đã khiến không ít người phải đặt câu hỏi, con bò này có phải đã từng luyện yoga không? Có phải là bò ma không? Tuy nhiên, nhiều người đã đồng tình với sự suy luận rằng khi thời tiết quá nóng bức, các động vật có xu hướng trốn vào gốc cây, tảng đá để tránh nắng. Ngoài ra thì cũng có không ít động vật chui vào ống nước, chum nước để tránh nắng như chú bò này. Chỉ có điều, bằng cách nào mà chú bò to như vậy có thể chui vào được chum nước thì vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Hai thanh niên ra sông bắt cá, khi kéo lưới lên thấy cảnh tượng xót xa và họ quyết định làm điều này. Anh chàng kéo lên một mẻ lưới và có vẻ bắt được khá nhiều cá. Cá văng ra lưới và ra sức quẩy tìm đường về sông, khiến anh chàng phải vài lần chặn lại. Nhưng khi quan sát kỹ, thấy hai con cá có biểu hiện khác thường. Hóa ra là cá mẹ nhả cá con ra khỏi miệng khi đã đuối sức vì thiếu nước. Không chỉ một mà tận hai con cá mẹ bất lực thi nhau trồi con ra khỏi miệng. Cảnh tượng khiến nhiều người xót xa. Thấy vậy, hai thanh niên liền vội vã thả hai con cá mẹ và đàn con xuống dưới sông. Hy vọng vẫn kịp thời cứu được đàn con và hai cá mẹ đang lúc sinh sản.